Hello cả nhà, lại một tuần mới bắt đầu đây. Đây là đàn cá trưởng thành của mình. Nó màu đẹp không mọi người? Có em thì phun lưng, có em thì gần phun lưng thôi. Màu rất đẹp. Đây anh này thì nhiều em gần phun hết cả người. Đang bữa sáng chuẩn chỉ rồi. Mùa đông ở Hà Nội mà mình vẫn cho ăn chuẩn chỉ đều nhá. Quan trọng là xử lý tốt thôi. Xử lý tốt thì cho ăn thoải mái. Ăn chuẩn chỉ nó là lớn nhanh nhất. Đây mình đang ấp là Artemia này, 5 trong 7 là cùng một cá luôn. Artemia này cho cá con ăn rồi ạ. Cho cá con, cá mới đây. Còn bọn này thì ăn chuồn nữa. Bữa chuồn, bữa cá, luôn phiên. Mùa này ăn cám thêm nữa. Chuồn thì bữa sáng, chiều là trưa chiều là cám hết. Con này con đấy cũng béo ít này. Ở miền Bắc mình cũng nuôi cá mắt đỏ tốt, không hề bị bệnh gì cả.